Hello anh em nha. Hồi mai giờ mình chơi rất là nhiều trận solo squad nhưng mà bị gãy. Gãy mà không phải gãy lúc đầu mà gãy ở tầm giữa trận và cuối trận đó anh em ơi. Và mình chợt nhận ra là hôm nay là ngày 20 và răng vừa được reset vào buổi sáng. Nên là gặp rất là nhiều team là đi cày răng và mình chơi rất là khó top 1 anh em ơi. Kiểu như là mấy team mà chơi cày răng đó là chơi rất là kỹ. Đứng núp gì đó mình núp. Mình gặp một cái team kia mình núp mười mấy phút luôn đó anh em ơi. Nó có khu quân sự này, xong mình clear một bạn này, knock hai. Ok, mình clear xong cái mà mình đi ra nhảy này bạn ơi. Ok, knock ba rồi anh em ơi, tí mày còn một thôi. Mình clear quân sự xong cái mình đi ra bên Bochinki, chạy qua trường học, gặp một cái team bốn nó đi săn người nữa anh em ơi. Trời ơi, gặp mấy team là dạng là tay đi cày răng chí tôn đó anh em, toàn còn tay cứng thôi. Nên là chơi rất là khó, mai giờ chưa được top 1. Chơi mình nản luôn đó anh em ơi. Nhưng mà thôi mình cố gắng là mình bắn cũng đạt mỗi top 1 để đăng vào ngày đầu răng hôm nay anh em ơi. Đó, đầu mùa giải cho nó hấp dẫn. Ok, tiếng súng bên khu nhà ly. Hồi nãy vậy là có team nhảy bên khu nhà máy à. Cứu này bạn ơi. Qua đây. Ok, ôi chưa clear à. Nãy mình nhớ mình knock 2 đúng không? Hay là cái thanh niên nhảy xuống chưa knock ta? Nhà ly có team kìa anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Bình thường là mấy thanh niên bên nhà ly này gỗ báu lắm. Bây giờ mình chơi là mình gặp toàn là mấy bạn là mới có chơi một hai trận ở đầu mùa thôi à. Nên là chơi kỹ lắm anh em ơi. Không ai mà muốn gãy ở ngay cái trận đầu tiên đâu. Mình ra mình chết là mình mất thông tin đó anh em ơi, chết mất thông tin của địch. Toàn là một trận hai trận. Đó. Có khi còn gặp mấy thanh niên mới chơi trận đầu nữa chứ. Không phải trận thứ ba luôn đó anh em ơi. Này con boss anh em ơi, nó bắn mấy thanh niên bên nhà ly. Ủa? Người người. Mình nóc kìa. Ủa, cờ Việt Nam à? Phải cờ Việt Nam không ta? Nhìn giống cờ Việt Nam thế. Mình chưa có cái nón nữa anh em ơi. Phải có cái nón chứ. Đây, nón hai này. Không có nón là ăn hết sốt chết luôn đó. Bây giờ mình leo lên trên nóc nha. Mình sẽ cam ở trên nóc này. Đợi team bên nhà ly đẩy qua mình. Chứ góc này là mình không thể nào mà đẩy thẳng qua bên nhà ly được đâu. Đẩy qua bên đó là địch. Nó kê ngay chỗ hai cái cửa sổ rồi. Cửa chính là bắn không trượt viên nào đó anh em ơi. Anh em thấy không? Ở bên nhà ly không đi lút đồ luôn. Cố thủ bên đó đợi mình công qua mà. Nhưng mà thôi, mai giờ bị chết nhiều rồi. Chơi kỹ anh em ơi, chạy đi đâu. Chạy nè. Quá hên anh em ơi. Viên cuối cùng lại nóc. Ok, nóc mình đẩy qua luôn. Một bạn nữa nè, anh em thấy chưa. Thanh niên đứng kê cửa hồi mai giờ không di chuyển luôn. Chắc đang cứu rồi. Cứu rồi anh em ơi. Ủa, con bò này chưa cứu luôn. Đồng đội đâu rồi? Không có đồng đội à? À, thế là bên nhà ly này chỉ có hai thanh niên này thôi anh em ơi. Đồng đội ở đâu xa rồi? Ok, chắc bên nhà máy rồi anh em ơi. Thôi kệ đi, mình không đẩy qua bên nhà máy nữa đâu. Qua bên đó lại bị kê cam chết nữa. Giờ mình đi vô bo anh em ơi. Cho mấy thanh niên cam tính Tết năm sau luôn cũng được. Bo này khá là đẹp đó anh em ơi. Nằm giữa bên đất liền luôn. Ô, Red John Bochinki này. Lại mở cửa hết luôn. Mà không thấy ai hết. Ô, cái gì vậy? Ê, đừng có nói là thanh niên bắn lúng lốp xe của mình nha. Mà bắn hình như mình dậm cái bẫy lốp xe rồi anh em ơi. Chứ bắn gì mà nổ hai lốp, làm hết hồn tưởng gặp hack chứ. Bắn mới bắn hai viên cái lũng nổ hai cái lốp xe. À bên Doraemon anh em ơi, hai team đang combat này, chơi luôn anh em. Đẩy vô luôn. Knock một. Còn tiếng chân. Ok, sang tượng nhảy à. Nhảy này, quá ghê luôn. Bắn hết shot mà anh em ơi. Một viên nữa là chết rồi.
9 kill. Có một trận mình clear bên quân sự. Ôi cái gì? À, hai team combat nhưng mà chưa clear anh em ơi, còn nóc. Một trận kia là mình clear bên đảo, bên quân sự đó. 16 kill luôn. Tiếc gì đâu mà qua đi còn có mấy à, nhưng mà gặp cái thanh niên kia bắn như hắc vậy đó. Sợ luôn anh em ơi, mất top 1. Bây giờ mình có chắc tầm là 3 trận bắn đầu game rất là căng luôn, nhưng mà tầm cuối game bị gãy anh em ơi, nên là mình không có đăng. Mình cố gắng là đầu mùa lấy top 1 đăng cho nó hay anh em ơi. Anh em xem mới cái đầu mùa thôi mà lại gãy thì hơi kỳ, đúng không? Hình như là có 2 thôi anh em ơi. Team này đồng đội ở xa rồi. Ok, thôi mình lái xe mình đi anh em. Mình chạy qua bên khu trường học với Su Hóc nha. Còn 24 người. Hiện tại mình đang rất là muốn tìm cây AUG với đặc biệt là cây AUG nha. MK14 thì có, không có cũng được. Nhưng mà trận này chưa được ăn hồn thính nào anh em ơi. Có trận ăn hồn thính nhưng mà không hiểu sao gặp toàn boss. Nói chung là cái trận đó nó cho mình toàn là boss thôi à. Mình clear được có 2 team là 8 kill người, còn nữa là boss, nên là tiếc ghê đó anh em ơi. Trận đó mình nhặt tới 2 cây AUG, bắn rất là sướng, tốc độ đạn ra cực kỳ nhanh. Thôi mình đứng đây mình đợi cho nó hết hết vô nha. Xong trận này lát nữa trận sau đi. Ngày hôm sau mình đăng thì mình sẽ đi làm clip mình tìm cây AUG. Trận này cái màu này nó tan tan anh em ơi. Chưa thấy thính ở đâu hết. Nó đét cho nó chặn đường của mình, không cho mình di chuyển nữa chứ. Đang tính là đi qua bên trường học anh em ơi. Ủa? Hết hết vô rồi nè. Ok. Có máy bay thả thính luôn kìa anh em ơi. Bên này là khả năng cao là team bên kìa, có hồn thính rơi bên phải rồi anh em ơi. Thôi mình đi nha. Khả năng cao là mấy cái team hồi nãy đâm vô cái nhà Doraemon là bên chung cư với school này đẩy qua đó anh em ơi. Thì mình chạy qua chỗ hồn thính luôn. Lại Red Zone nữa kìa. Phải né anh em ơi. Mình không muốn là chết trong Red Zone đâu. Lại có Red Zone Bochinki nữa nè. À, đây cái cell này nó tới ăn thính anh em ơi. Ok, nhắm bắn Uzi bữa thật sự. Chạy nè, đâm vô khu nhà. Ô, không đâm vô khu nhà anh em ơi. Chạy qua tới bên bờ biển rồi. Ok, qua bên đó thì thôi đường cục rồi. Mình áp sát mình ủi luôn anh em. Dừng ngay chỗ cái nhà vệ sinh đây. Nhưng kia là lao qua chỗ bên cái góc gần bờ biển rồi. Góc bên đó thì chết với mình. Đó, dừng bên này là an toàn anh em ơi. Ủa xe đâu rồi? Ôi tiếng trăng dưới đây. Nằm cỏ này. Nóc 1 anh em ơi. Tên mày lao xe xuống biển luôn à. Nóc 2 này. Không, clear. Tên mày 2 người thôi. Ô, khu bờ biển này bây giờ mình nhìn mới anh em ơi. Nó ra một cái dạng như là làng chài vậy đó. Một cái cảng mini ở đây. À được nha. Kìa, lao cái xe xuống biển anh em ơi. Hai thanh niên mới có mình tới, mình bắn cho một băng đạn cái sợ lao xuống biển luôn. Quá đen. Để xem thử ơi, có cái AUG không. Không có này, cho mình MK14 à. Bắn luôn nha anh em ơi. Mình thích bắn cái Uzi hơn, nhưng mà đầu game, đầu mùa đây là cây AUG là anh nhầm, MK14 là nó được tăng tốc độ bắn. Đó nên là mình lấy mình bắn thử đi. Lúc trước thì tốc độ bắn nó cũng khá là nhanh rồi đó, nhưng mà bây giờ được tăng tốc độ bắn, nhưng mà sát thương lại được giảm. Mà tốc độ bắn này được tăng, hình như là được giảm một ít độ giật nữa thì phải. Bây giờ bắn tầm gần thì khá là mạnh đó anh em ơi. Chứ mà giảm sát thương lại bắn tầm xa thì không ok cho lắm. Còn 11 người nè. Đó anh em. Mới có đầu mùa thôi à. Mới team mà toàn team 4 thôi à. Đi săn người. Nên là clear rất là nhanh. Địch chết tuột người là liên tục. Nhà có bóp ghi à. Ơ kìa. Rồi nè.
ngồi lót cái đầu thanh thảo 1712. Một bạn gái anh em, một bạn gái mà mới cái đầu mùa đồng đội chết hết rồi, sợ quá chui vô nhà núp. Má ông con trai bắn cái kiểu gì mà đỡ bạn nữ này, còn có một mình vậy không biết, vô đây ngồi núp nữa chứ. Ơ à, giết được một người luôn nè, chắc là boss đó này mày. Hồi nãy mình qua bên trường học rồi đâu có ai đâu, mà bo bây giờ nó thu về bên giá ra da còn 9 người. Để xem thử đi mình đi đâu đây ta. Sợ là gặp mấy cái team 4 đó anh em ơi. Ngày xưa gặp team 4 mà còn bỏ chạy xong rồi chui vô nhà công ngược được. Bây giờ gặp team 4 cái gì sắp mặt anh em ơi. Có trận kia mình đi bắp game mình gặp team 4. Trời ơi bắn gì đâu mà bắn. Mình chạy trên xe bắn headshot cái mình nhảy xuống nhà thôi. Coi như là mất nửa máu rồi. Hết hy vọng mà lật ngược được tình thế anh em ơi. À thỉnh kìa. Ok, qua bên đó luôn anh em ơi. MG3. Thôi, trận này bắn K14 là được rồi anh em ơi. Lụm thêm cái MG3 nó lại là quá mạnh luôn. Đủ thôi, chứ mà mình bắn M416 cho bắn được tầm xa nữa anh em ơi. Ơ, trên nóc bệnh viện nghe có thanh niên nằm kìa. Tưởng mình không thấy à. Thôi chơi kỹ anh em ơi, chứ mình đâm lại gần là địch nó bắn sắp mặt đó. Mình lên khu nhà đây, mình lấy cái MK14 mình táp. Chỉ cần hai viên thôi là chết. Một viên đầu và một viên mình nữa anh em ơi. Thanh niên kia là không có nghĩ là mình sẽ dừng lại ở nhà rồi chung cư này đỡ táp đâu. Kìa này. Ui ngó mình nè. Một viên nè. Đó, bể cái đầu anh em ơi. MK14 mà đi táp này mạnh hơn là K98 M24 mà anh em ơi. Nóng ba là hai viên cũng chết thôi à. K98 với M24 mua xin thì phải bắn một viên đầu, đâu có chết đâu, phải bắn hai viên mới chết. Nên là anh em nào mà nhặt MK14 thì nên chơi luôn, đừng có chơi mua xin K98 hay là M24 làm cái gì hết. Ôi nhà có xe rồi, xe hai chỗ anh em ơi. Một thanh niên này đứng đó kê mình nè. À, kê nè, nóc một anh em ơi. Xe hai chỗ thì còn một nữa, đeo vô nhà Doraemon đi. Ôi nhảy nè. Wow, MK14 anh em không, tốc độ đạn được tăng lên nên là bắn ra đạn khá là nhanh luôn. Ngày xưa nó cũng nhanh rồi mà bây giờ được tăng thêm một tí nữa. Bây giờ cái cây này thuộc dạng là bắn cận chiến đó anh em ơi. Chứ mà tốc độ đạn mà tăng nhanh lên thì chỉ có bắn cận chiến thôi, chứ không lẽ vác mà K14 đi sái 200m à. Là nó hơi bị là vô lý đó anh em ơi. Anh em nào cầm MK14 sái 200m chết địch là nó ba ngặt luôn đó. Đừng có đùa. Không giúp mình cầm M4 mình bắn SKL bắn kia mà nó còn ba ngặt à. Đừng nói mà cầm MK14 mà sái 200m. Bây giờ còn 6 nữa. Khu số hốc hồi mãi giờ mình chưa chết nha. Mà nó nằm sát viền bo anh em ơi. Sát viền bo khả năng cao là bây giờ là địch đã di chuyển hết rồi. Cửa thì chưa mở, xe vẫn còn à. Thôi chưa lút anh em ơi. Bây giờ chưa lút bên số hốc đây. Hồi nãy bo nó bay đường bay nó sát bên quân sự mà, nó là không có team nào nhảy bên số hốc. Còn 6 người mà bây giờ hồi mai giờ mình chạy gần như là gần hết. Bây giờ chỉ còn cái mạng bên hướng 100 này, 110 này anh em ơi. Bên Prison đó là mình chưa qua đó thôi. Mình sẽ chạy qua bên mạng Prison đi anh em ơi. Ô trời ơi, có thanh niên kìa anh em ơi. Rồi từ từ. Team 4 đó anh em ơi, đứng ở trên đồi cam cam, đó là team 4. Dừng bên này đi. Ok, xem tình hình như thế nào rồi mới công anh em ơi. Mất dép luôn. Ô bắn nhau rồi kìa. Nóc rồi anh em ơi. Ngon, hai team cuối là đụng nhau rồi nè. Mình lên luôn nha. 6 người à.
Khoa này phải tận dụng thời cơ anh em, không để là mất được thời cơ. Nóc một rồi mà. Đâu rồi? À đây 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 đây. Nằm rồi mà. Chết rồi em ơi. Nằm nữa nè. Yeah clear. Nhưng mà team team 4 anh em ơi, còn team 4 nữa thì phải. Team 4 là bị một thanh niên kia nóc rồi. Chạy nè. Nóc 2 anh em ơi. Lên luôn. Ngon. Mà cuối mà như thế này là quá lợi thế rồi. Chứ không mà lát nữa mình đụng team 4 này là hơi bị mệt đó anh em ơi. Nè bò nè. Chạy qua đây mà cứu. MK14 vẫn là ok anh em ơi. Nhưng mà đúng không nhầm thì team này còn 2 thôi. Hồi nãy là bị nóc 1 và chắc cứu rồi. Bị team 2 hồi nãy nóc 1 đó anh em ơi. Trốn ở trong sườn móc cứu chứ gì. Chạy đi đâu. Ôi chưa cứu luôn anh em ơi. À ngon chưa anh em ơi. Mà lớn mình hạ 3 là bên kia nóc 1 nữa. Tuyệt vời, lấy top 1 với 22 kill. Như này là ok rồi anh em ơi. Mới có đầu mùa giải mà. Gặp toàn là mấy team tay to thôi à. May giờ lấy top 1 là quá ngon rồi. Đã vậy hôm nay giờ bị đau bụng nữa chứ. Bụng mình nó nóng chịu không được luôn đó. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video này. Đừng quên là bấm cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình ra các video mới và hay hơn nha. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào video ngày hôm sau.